Chúng nhìn trông rất là cùi luôn. Và kiểu cứ lặp đi lặp lại ấy. Nên là tất cả những cái yếu tố là mình đến thời điểm hiện tại mình đánh giá cao hơn cả 15 ấy. Mà cái bản 15 đúng là phát triển rất là lâu luôn ấy. Bạn của tao chạy đến Shinra HQ. You are too weak to save anyone. Not even yourself. Are you okay? Hey, are you okay? I'm fine. Here, this is for you. Giữa đường tặng hoa. A flower? That's right. It's a gift. You know, for scaring those things away. What things? Never mind. Think of it as a memento. Just my luck. Chị có nhầm mà em là ai? How much? Người nào tặng? Nói chung là nếu mà am khúc này là từ chối nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không từ chối. Hỏi bao tiền? How much? Well, that depends on the customer. Nó phụ thuộc vào khách hàng thì mới. It's on the house. Miễn phí á. Lovers used to give these when they were reunited. Look, I'm involved in things. Dangerous things. Oh, I'm sure you are. So? So keep your distance. Wait, you think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Relax. Really? No one's going to attack you. I promise. Hey, a Mako reactor just blew. You shouldn't be out here trying to self. Help me! Quả như là bọn quỷ mà ma quỷ. Ủa vẫn bị lùa. Sword on the ground, right now. Ờ, các chú không biết là các chú đang đánh nhau với à? Đây này. Ui rồi mẹ, cái nhạc này kiểu là cái combat này quá hay. Ủa chết luôn. Not bad. Hey, you there. Come on. Úi, chém. Úi, chém. Này, ta luộc cái này đã. Let's do this.
behind me. You're mine. Lên. Úi sổ chém chó. Let's go. Đây là cái gì này? Tam giác. Orb of HP up material. Ok cái này. Ok trang bị ở gì nhỉ? Inventory. Equipment. Cái này là mình nghĩ là mình phải trang bị luôn cái healing material chưa cần. HP up này. Benjamin increase cho max HP the total boost y 100%. Ok. Mình sẽ boost cái này thay vì sử dụng cái healing material. Hình như cái chỗ này đường phụ ra nhỉ. Có pizza này, sao à đâu, hey. Mình phải đuổi theo con kia chứ. Oh my god, no. Ủa, nó lùa mình. Các chú lùa anh. Không mở được cái này, ok. Punishing move operator mode. Úi dồi một bổ. Cái kiếm này nó bổ người chịu cho nó nhiệt. Sao cái bọn này nó biến thành cái material. À đâu, cái bọn này nó biến thành cái gì nhỉ? Cái năng lượng này. Một cái chạy đây. Nói chung là cái tím này là cũng là một cái loại material, nhưng mà nó sẽ buff cái những cái kiểu là thiên về chỉ số này. Orb of Deadly Dodge này. Này cái này là mới rồi này. Hiện tại là có mấy kiếm mình là gắn được ấy này, ngọc này. Tạo ra mình gọi là ngọc cho nó dễ hiểu. Có Deadly Dodge, use the dodge, Deadly Dodge. Attack command we do area damage immediately after dodging. Ok quá nhỉ, cái này thiên về kiểu là đánh combat à. Mình không biết là mình phải đi đâu nhỉ. Đấy. Ui. No. Ôi, đùa. Tactical mode. Let's get this over with. Mẹ, cho mày chết. Úi xời. You're done. Vậy chắc là mình phải chuyển lại cái đánh đau quá nhỉ, đánh đau quá. Cái này là lửa này. Thưa hiện tại là mình chưa cần lửa lắm nhỉ. Cái material, cái này là fire material. Khả năng là cái con chó này nó yếu cái lửa này. Không cần gì nhỉ, bây giờ mình hiện tại là mình có nhiều cái mà. Mình có nhiều cái potion mà cứ dùng nhỉ. Chỗ này là vẫn chưa có nhiều cả đây. Pair of power with rat. Nhiều đồ phết này. Ui dồi, từ nãy giờ mình chưa trang bị. Cái này là gì? Cổ tay à? Tăng sức chém là 5%. Chưa gì hot lắm. Butter sword.
Đúng ra là mình phải trang bị cái vào nhỉ, hồi máu ấy. Hơi bất cẩn một tí à. Úi giời lùa. Ui, bọn anh có thằng này đến đấy. Ui, ném này, có ném nịu. Cảm thấy cái bọn này nó không được mạnh lắm nhỉ. Ok, không mạnh thì mạnh chết. Úi xôi, trẻ. Ô, vẫn còn á. Ồ, đây, đây có đồ này. Ui, từ từ. Operation mode. Chết rồi, từ từ. Ui. Cái lửa ra này. Bọn điểm yếu á. Điểm yếu của bọn này. Lửa. Ui, ui. Chết rồi. Chém. Ôi có ấy limit à? Limit break. Ui rồi lại mấy bọn này. Giờ mình phải đổi à? Không đổi được. Úi xa chém. Ok, mình phải đi lòng vòng đấy một chút này. Dọn dẹp hết cái bọn này rồi. Hình như là ở cái đoạn mà teaser là có thằng Barret đánh nhau mình ở đây. Mà trong cái đoạn này là thằng này nó phải chạy mẹ trước rồi. Over there. Open fire, shoot to kill. Where is my Mr. T, man? Rồi nó lùa này. Close call. Chạy. Bọn này nó lùa kinh phết nhỉ. Xin ra. Iron Brand. Để ngon quá. Mình nghĩ là mình thường mình sẽ đổi sang cái đây này, cái này nó lên này. Phòng thủ và magic và defense nó cao hơn. Từ từ. Đồng thời là cái này nó có một slot này, ngon quá nhỉ. Này là chúng ta có thể bỏ cái healing material vào này. Hồi máu đây. Đỡ tốn potion. Don't underestimate him.
Chỉ thế thôi à? Kinh quá nhỉ. Rất là chảy. Ủa chém à? Tới tấp. Nhìn tạo ra cái la này bây giờ chảy vậy. Ôi cái quái cầu này rồi đúng rồi. Lùa, úi sợ. Bọn em bây giờ mẹ chém như rác này. Mấy đây là có gì hot không? Hình như chưa phải là cái câu mà mình đang nghĩ à. À đây này. Bọn này là ném liệu à? Creator, à cái Greenator. Mới đỡ. Ui mẹ kiếm to nào chém. Cái này là cái gì đấy? Ui. Nhảy vào đúng cái min của nó mẹ bốn. Ui sao chém. Ui nó ném liệu rồi. Bọn này ném khiên này có chịu vết nhỉ? Ui á. Phải lùa bọn này vào đi. Ô, chém trượt á. Thôi mày sao cái mẹo định. Chúng ta phải để lúc mà nó ấy. Ui. Lúc mà nó đánh mình ấy thì mình phản đòn ấy. Cái đoạn này là nó quay lại. Đi hơi lòng vòng một tí. Bọn kia nó chuẩn bị nó về mẹ nhà là cái bọn thằng Barret ấy. Ui. Ui nó lùa. Không ổn. Ê. Ui bị đánh cái giật điện mẹ bố đấy. Ui sao phản đòn. Kinh quá nhỉ. Ui sao bổ. Bây giờ mày level up. Mẹ thế mà ở trên ngực vẫn có cái hoa như kinh. Sang chảnh vãi đái. Công nhận cái combat cho này mình cảm thấy là nó nghiên cứu rất là nhiều từ tất cả các bản trước ấy. Đặc biệt là bản 13 và 15 nhé. Nhưng mà bản 15 thì đánh nó nhàn quá ấy. Còn tất nhiên bản 13 thì nó cái combat là nó dựa rất nhiều vào team ấy kiểu ấy. Nhưng mà nếu các bạn mà chơi mấy cái bản như cả Lightning Return ấy thì là nó cũng sẽ combat rất là nhiều luôn nhỉ. I'm gonna enjoy. Ủa vãi.
Ui, chém Security Officer. Ui, lùa. Lùa đó. Phải lùa mấy bọn này này. Phản đòn. The Huntsman. Try me. Steady. Get ready. Here we go. Tệ. Thấy như ở boss nhỉ. Ok, mình phải hồi máu rồi. Vỡ mặt. À, đánh trưởng anh nhỉ. Pressure này, điểm yếu này. Bọn này thằng ấy cứng phết nhà đùa. Nhà cái làm hay quá. Như bản cũ á. Úi xa, phản đâu à. Mẹ thằng đánh kinh phết nhà đùa. Ôi trời, mày chết luôn. Úi xô. HQ, this is Sector 8, Unit 2. Target is surrounded. Moving to secure. Wait, I know that. Kiểu thằng này quen anh Cloud à. Úi giời, cái đoạn này quá huyền thoại. Nhảy lên tàu đi anh ơi. Hãy nhảy lên tàu khẩn trương. Kiss Cloud won't be joining us after all. Thế là mình bán muối rồi. I'm sure he's fine. You saw him in action, didn't you? Guy's a soldier, goddamn one man army. You think he's a keeper? Thằng ngày xưa đỡ bây giờ ta chặt tiền. Đúng là như trong cái bản cũ luôn, thằng ấy nhảy vào tàu. kiểu là anh vừa lo lắng cho chú tí. Had to draw them away from the station somehow. Nicely done. Well, can't argue with results, huh? What? Đừng có chạm người anh. Wait. Got a question for you all. What? Ever been attacked by an invisible enemy? Huh? What? Wearing robes. Came and went like the wind. Thought they were invisible. They were at first. Only saw them after she grabbed me. Căng tay ngon nha. Shinra weapon maybe? More like a panic-induced hallucination. Never mind. Forget I said anything. Suit yourself. Come on, let's move up. Ma.
Lờ lát truyền. Vẫn là cái chỗ này đi đâu. Ok, chắc là mình dừng tập đây. Và ở lần sau là mình sẽ quay lại mình chơi tiếp ấy. Chung là cái đoạn mở đầu rất là hoành tráng. Nhưng mà mình nghĩ là đây là vẫn là đang tiếp tục cái đoạn mở đầu ấy. Nhưng mà mình sẽ dừng đây rồi mình sau là mình sau mình chơi tiếp ấy. Nói chung là mình kiểu như nó đã có hơn cái gì như mình mong đợi cho cái bản Final Fantasy 7 Remake ấy. Và mình là một lần nữa mình nói là mình nói lại là mình là một cái fan rất là lớn của dòng Final Fantasy ấy. Và cái Final Fantasy là cái dòng game mà mình thích chơi nhất ấy. Không phải dòng một trong những game thích chơi nhất mà là cái dòng game mình muốn chơi nhất trên tất cả cái hệ máy ấy. Và bản 8 là cái bản ưa thích nhất của mình. Và ngay sau đấy là bản 7 này cũng rất là thích. Ok, bên cạnh này mình chơi xong cái bản là chơi game Persona 5 Royal Edition ấy. Cũng là chất lượng 2K thì hy vọng các bạn thì xem qua channel mình và và nếu các bạn thấy video hay xin hãy like, chia sẻ để tiếp tục theo dõi được các cái tập khác ở trong cái trò Final Fantasy 7 Remake. Game là quá hay à. Chắc chắn là mình sẽ chơi và cái game này nó gọi là remake nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ hãng nó bảo là còn rất là nhiều cái tập khác nữa. Nên là cũng không còn biết là nói gì hơn. Bây giờ mình vẫn không tin được là mình chơi được cái game này từ lúc mà nó trước cả năm 2015 ấy, nó bảo là cái game này là công bố là bắt đầu làm lại và bị delay rất là nhiều ấy. Ok, mình nói rất là nhiều nhưng mà hy vọng các bạn thì tiếp tục theo dõi các tập khác của cái series mình chơi game này. Ok, mình xin cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác trên channel này.